À, dạ em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lan rừng ngày 7 tháng 1 năm 2020 nha mọi người. Đấy. Thì như một khi thôi, hàng về lúc nào thì em bán lúc đó. Thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng phần một cho mọi người dễ mua. Thì em bán hàng thì có cái gì về thì em bán cái đó thôi. Đấy. Rồi, em chủ yếu là bán hàng bốc rừng tôm thôi nha mọi người. Đấy. Rồi, hôm nay là về có một cái gì kiếm rất là hiếm là kiếm ruby nha mọi người. Thứ hai là về hoàng thảo hương viên rất là đẹp. Thứ ba là thanh đạm bút chì, kim điệp xuân, trúc lan, địa lan kiếm tứ thời, kiếm lá giáo, một số cái combo lòng sòn kiều, và kiếm bà nà và ít cái phần bạch hổ hoàng nha mọi người. Đấy. Và một phần lòng sòn nữa. Trước khi vào chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại liên hệ là 070-611-694. Trường hợp mọi người đặt do tính chất là một số điện thoại mua bán nên mọi người điện thoại không được thì mọi người vui lòng nhắn tin cho em nha. Đấy, em sẽ nhắn tin chốt đơn hàng cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Đấy. Rồi. Em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ mua. Đấy. Rồi, đầu tiên là một cái dây kiếm ruby nha mọi người. Đấy. Dây kiếm này rất là đẹp luôn, nguyên một dây to như thế này nha mọi người. Đấy. Hoa của kiếm ruby thì rất là đẹp. Đấy. Và đặc biệt là dòng kiếm này rất là quý, hiếm gặp nha mọi người. Đấy. Là kiếm ruby, cái dây này là nguyên một dây và nó nặng khoảng là từ 6 đến 7 kg nha mọi người. Đấy. 6 đến 7 kg và nó nằm như thế này thì em do nó nặng quá, em một tay em quay em không thể bê lên được nha mọi người. Đấy. Nhưng mà về kiếm này thì nó trồng đều, mọi người nhìn góc này, đó, trồng đều. Đó. Nên mọi người về làm một cái chậu thật to rất là đẹp nha mọi người, đó. Trồng đều. Đó. Rồi cái về kiếm ruby này, này rất là nhiều nha mọi người. Nên mọi người về cố định sửa lá sửa đồ lại này kia, xòe này kia ra là nó sẽ đẹp thôi. Đấy. Rồi cái về kiếm ruby này em bán với giá là 700.000 nha mọi người, kiếm ruby 700.000 nhờ cho cái dây kiếm ruby đẹp này. Đấy. Rồi. Đó là dây kiếm ruby. Tiếp theo là về hoàng thảo hương viên nha mọi người. Đấy, một cái dây rất là đẹp này. Đấy. Đây, một cái dây này thì mọi người chơi thân lá rất là đẹp đấy. Rồi về ghép vào về một vị trí nào đó thì nhìn rất là tuyệt vời luôn nha mọi người. Đấy, không thể che vào đâu được với cái dây kiếm nó cái về hoàng thảo hương viên này. Thân lá nó xoắn tít rất là đẹp nha mọi người. Về này thân lá nó xoắn tít rất là đẹp, đều đẹp. Đấy. Rồi cái nguyên cái về hoàng thảo hương viên này, nếu mọi người trồng thì nó sẽ nứt lên những mầm con nha mọi người. Trồng sẽ nứt lên những mầm con mới thôi. Đấy. Rồi cái về kiếm về hương viên này bán giá 200.000 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là hai cái nguyên bản hoàng thảo hương viên. Đấy. Đây là nguyên bản á, đây là nguyên bản thứ nhất này. Đấy. Trong tự nhiên thì nó mọc như thế này nhưng mà đấy. Cũng rất là đẹp đấy. Và tiếp theo là nguyên bản số 2 đây. Đây, nguyên bản hoàng thảo hương viên số 2 này đó. Rồi hai nguyên bản này nó với giá là 100.000 nha mọi người. Đấy. Nguyên bản hoàng thảo hương viên 100.000. Rồi tiếp theo là có ba phần lan thanh đạm bút chì nha mọi người. Đấy. Thanh đạm bút chì là một lan cũng hoa màu xanh nha mọi người, rất là đẹp. Đấy. Hoa cũng khá là to nha mọi người. Đây là những vách hoa và trái của cái thanh đạm bút chì này. Đấy. Rồi một phần cũng có ba bó 100.000. Đấy, 4 này. 5 cũng 100.000 này. 6. 6 là 50.000 cho hai bó thanh đạm bút chì này. Đấy. Rồi tiếp theo là kim điệp xuân 50.000 trên một phần. Đấy, một phần thì gồm có các cây như thế này, hoa của kim điệp xuân thì hoa màu vàng và cũng rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Cái này là lá đã đủ dinh dưỡng rồi nên chỉ ghép vào và chờ hoa thôi. Đấy. Rồi chỉ có 3 phần này thôi nha mọi người. Đấy, mỗi phần 50.000. Đấy. Rồi, phần nào cũng giống như phần nào nha mọi người. Đấy. Rồi. Rồi tiếp theo là đến phần số 8 là trúc lan 50.000 trên một bó trúc lan nha mọi người. Đấy. Trúc lan thì một loại lan chơi rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Dòng tre trúc đó. Đấy. Người có thể về trồng tiễn
rất là đẹp đấy. Tre trúc là tượng trưng cho sự mạnh mẽ nhưng mà cứng rắn, và có thêm vài cái ngọn hoa này là thể hiện sự cứng rắn nhưng mà thuần khiết nha mọi người. Đấy. Đây, hoa của trúc lan thì cũng rất là đẹp nha mọi người. Cái này là do nó khai thác từ từ rừng về. Đây, nó cũng một số cái nó cũng héo hoa đi. Đấy. Rồi, một bó trúc lan như thế này là em bán với giá 50.000 nha mọi người. Đấy. Bán cho mọi người sưu tầm đó. Cây thì rất là đẹp rồi. Đấy, cái này trồng chơi kiển rất là ok. Chỉ có vài bó thôi nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo. Đến địa lan kim tứ thời 50.000 trên một bó nha mọi người. Đấy. Đây, một bó như thế này là 50.000 đó, chỉ có vài bó thôi nha. Đấy. Này là địa lan kim tứ thời. Đấy, mùa này thì nó đang có những cái nụ lên nha mọi người. Đấy, một số cái là đang nụ lên. Cái này là xếp vào dòng chơi hoa tết nha mọi người. Đấy. Đây, đây là đến tết thì nó cũng đã hoa rồi đó. Rồi, 50.000 trên một bó tứ thời nha mọi người, chỉ có vài bó thôi đó. Hàng rất là xinh tươi. Tiếp theo và số 10, kiếm lá giáo 50.000 trên một bó nha mọi người. Đấy. Kiếm lá giáo 50.000 trên một bó này. Rồi. À, cái này là vừa rồi em có bán kiếm lá giáo tím mà đợt này là không có tím mà có trắng thôi. Đấy. Rồi, đây một phần là một bó là 50.000 một bó nha mọi người. Đấy. Đây, cái bồi hoa nó lên đây. Đó. Mùa này là mùa hoa của kiếm lá giáo đó. Rồi, 50.000 trên một bó. Rồi tiếp theo một cái combo lồng sồn 200.000, còn có hoàng hậu rừng này, phụ nữ rừng này, địa lan kiếm tứ thời này, hoàng thảo hương duyên này, hoàng thảo hương duyên này, đây cũng hoàng thảo hương duyên, và cái nó trong quên tên rồi nhé. Theo là tục đoàn này. Này là giống hoàng thảo bạch đỏ nha mọi người. Đấy. Rồi, một bó hai táo. Rồi, 200.000 trên cái 200.000 trên cái phần lồng sồng này nha mọi người. Rồi. Tiếp theo phần 12 là 250 cho ba cái nguyên bản, nhất là nguyên bản kiều vuông nha mọi người. Đấy. Đây, nguyên bản kiều vuông này. Rồi, tiếp theo nguyên bản kiều vuông số 2 này. Hàng nguyên bản thì người chỉ về chơi thôi. Tiếp theo là nguyên bản lồng cách ly da nha mọi người. Lồng này hoa cũng rất là đẹp. Đấy. Rồi, phần số 12, 250. Tiếp theo phần số 13 là một combo lồng sồn 250.000. Còn có là này kiếm xích ngọc nha mọi người. Đấy. Đây mọi người không? Hoa rất là to, cũ đấy. Này kiếm xích ngọc nè. Này cũng kiếm xích ngọc nè. Đấy. Đó. Hoa rất bự luôn. Tiếp theo là kiếm một dây kiếm ruby nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là một cái bó tóc tiên. Đấy, tóc tiên hoa rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi. Phần lồng sồng này bán với giá là 250.000 nha. Rồi. Rồi tiếp theo ngày hôm nay là có bốn phần kiếm bà nà nha mọi người. Đấy. Rồi có một số khách dặn em nhưng mà mỗi ngày về mỗi hàng hóa nó đẹp như thế nào và xấu như thế nào nhiều lúc đó là cũng không biết được, thôi em quay lên đây, mọi người thích cái nào thì mọi người lấy cái đó nha. Đấy, chứ nhiều lúc nó mỗi ngày hàng hóa nó khác nhau. Đấy. Rồi, đây là dây kiếm mana đầu tiên này, 250.000. Đấy. Tiếp theo, kiếm mana số 2, 250.000. Còn có hai dây kiếm. Đấy, đây là dây đầu tiên này. Đó. Tiếp theo là dây số 2 này. Rồi, tiếp theo là dây số 3. Đó, rồi. Phần số 15, 250.000. Phần số 16, 250. Đó. Đây, về đầu tiên này. Đó. Tiếp theo là về số 2 này. Tiếp theo là về số 3 này. Rồi tiếp theo về số 4 này. Đó. Rồi 16 4 về 250. Tiếp theo phần 17 150 cho một cái về này. Đó. Này một về kiếm ba nà nha mọi người. Đấy. Rồi, đó là phần 17. Rồi tiếp theo phần 18 là một cái về kiều cam 300.000 cho cái về kiều cam lớn này nha mọi người. Đấy. Đây là hàng kiều nguyên về này, đấy, hàng bốc vần rất là đẹp nha mọi người. Này là đã đủ dinh dưỡng và đang một số cái là đã sân nụ hết rồi nha mọi người. Chuẩn bị một cái mùa hoa mới này. Mùa này thì hoa đây, cái nụ nó nằm ở dưới đây nha mọi người. Rồi. Mùa này thì kiều đó cũng có một số cái nó đã sân nụ lên rồi nha mọi người. Đấy. Chỉ chờ mùa hoa của nó sắp tới thôi. Rồi 300.000 cho cái dây kiều cam này. Rồi tiếp theo phần 19
kiều cam 400.000 cho hai cái dề này, mỗi dề 200.000. Đó. Đây là dề hàng dề lớn nha mọi người. Này vừa nguyên bản luôn này, đó, vừa nguyên bản vừa ấy luôn. Đó, này là một cái dề rất đẹp. Đây mọi người về bó vào chỗ nào treo lên nó nằm như thế tự nhiên như ngoài rừng này kia rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Để mọi người để nó xù xì thì cái nó xấu chứ mọi người. Treo lên nó sẽ rất là đẹp. Đó. Rồi. Tiếp theo là dề số 2 này, đó. Đây dề kiều số 2. Hoa kiều rất là đẹp nha mọi người. Đó. Mọi người sưu tầm ở dòng kiều Quan Tâm, hoa rất là đẹp và rất là ưng mắt luôn. Đấy. Một số cái là cũng đã sưng mắt đó rồi nha mọi người. Đấy. Một số cái là sưng mắt lên để chuẩn bị một mùa hoa mới thôi. Đấy. Đây, mọi người theo. Nè, một cái này sưng mắt lên này. Rồi, 400.000 cho hai cái dề kiều này nha mọi người. Đấy. 400.000 hai dề. Rồi. Tiếp theo là đến phần lan bạch hỏa hoàng nha mọi người. Đấy. Một loại lan hoa rất là đẹp. Rồi mỗi phần em bán với giá là 150.000. Phần nào 150.000. Bốn phần đầu tiên là phần hàng nguyên bản, còn phần sau là một hàng đời, em cũng chia là 150.000 luôn. Còn hoa của bạch hỏa hoàng thì rất đẹp rồi. Đấy. Hoa cùng rừng Quan Tâm. Đấy. Ngoài trắng hồng đỏ. Đấy. Nói chung là muốn đây đỏ âu luôn, hoa rất là dễ thương. Đấy. Đó mọi người thấy không, đây cánh trắng này, hồng đỏ này, lưỡi vàng. Rồi đó là cái hoa bạch hỏa hoàng. Đấy. Phần 20 này còn có các nguyên bản. Đây là nguyên bản đầu tiên này, một con nụ này. Đấy. Tiếp theo là nguyên bản số 2 này, đã ra hoa này. Đấy. Tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đấy, vẫn có nụ này. Tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đấy. Đây là nguyên bản số 5. Đấy, một cái nó rung. Đấy. Rồi, 5 nguyên bản 150.000 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo phần 21 150.000, còn có các nguyên bản này. 1 này. 2 này. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, đấy. Một loại hoa lan cho hoa rất là đẹp và cũng hiếm gặp nha mọi người. Đấy. Tiếp theo phần 22, phần 22 cũng 150.000. Đấy. Có các nguyên bản này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, đó, hoa rất là đẹp luôn. Rồi, 8, 150.000. Tiếp theo là 23, 150.000. Đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Rồi, bốn phần nguyên bản 150.000 nha mọi người. Đấy, 1 2 3 4 rồi. Tiếp theo là đến hàng rời. Đấy, hàng rời là em chia cũng một phần 150.000 nha mọi người. Đấy. Đấy. Một số cái này thì gồm có cả nguyên bản nhỏ này và một số hàng rời nữa. Đấy. Nên hôm nay chia là phần 150.000. Rồi, mỗi ngày thì cân đối hàng hóa em chia này mọi người. Đấy. 150.000 cũng có các cái cây như thế này. Đấy. Cái phần nào cũng 150.000 này. Đó. Rồi, có cái một số cây nguyên bản. Đấy, một số cái có nụ nha mọi người. Đấy, mùa này là mùa nụ bạch hỏa hoàng đó. Đấy. Đây, này 150.000. Đây cũng 150.000 này. Đây cũng 150.000. Đây cũng đọc 150.000. Đó, 1 2 3 4 5 2 4 6 phần. 6 phần là 150.000, một phần rời nha mọi người. Đấy. Rồi bốn phần ấy. Rồi cuối cùng ngày hôm nay phần 25 lồng sọn 150.000. Gồm có nguyên bản cái này là hoàng thảo tam bảo sắc nha mọi người. Đấy. Hoàng thảo tam bảo sắc này. Đó. Tiếp theo là nguyên bản kim điệp xuân. Đấy. Tiếp theo là nguyên bản kim điệp xuân.
và có dính cây hoàng thảo tam bảo sắc này đó. Rồi đó là phần 25 cũng phần cuối cùng ngày hôm nay. Rồi đó cũng là toàn bộ lô hàng ngày hôm nay của em. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-611-5694. Đấy. Trường hợp mọi người đặt điện thoại không được thì mọi người có thể nhắn tin cho em nha. Đấy. Em sẽ trả lời tin nhắn cho mọi người cho thời gian sớm nhất. Rồi một lần nữa em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh và bật cái vào chuông thông báo để nhận tất cả các clip bán hàng, bán lan trên kênh một cách sớm nhất. Đấy. Rồi. Em xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Em xin phép dừng clip tại đây, chào tất cả mọi người nha.